Mời hai chuyên gia cùng đến với câu hỏi đến từ khán giả Bùi Ngọc Khánh với số điện thoại 0919 và 3 số cuối là 126 ở tại Hạ Hòa, Phú Thọ. Khán giả hỏi là khán giả có nuôi lợn được hơn 60 ngày tuổi và lợn bị tiêu chảy phân lỏng màu xám xi măng và lúc nằm thì cũng bị chảy ra. Ngoài ra thì không có hiện tượng nào khác. Xin hỏi lợn bị mắc bệnh gì và cách chữa trị như thế nào, thưa chuyên gia Vũ Ngọc Sơn ạ? Hiện tượng mà lợn đi phân lỏng màu xám nhưng mà lỏng ra nước. Trường hợp này nó cũng có thể là do bị virus nhưng mà chúng tôi hy vọng là nó sẽ không xảy ra. Nhưng mà cái dấu hiệu của bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa thì chắc chắn là có. Anh cần phải kiểm tra lại các cái nguyên nhân. Nhưng mà tuy nhiên nếu bị virus thì trong lúc này thì mình cũng không đáng sợ nữa rồi. Vì lợn nó sẽ vượt qua được. Còn nếu mà bị nhiễm khuẩn cái đường tiêu hóa do các cái hỗn hợp gây bệnh như là Salmonella hoặc là E. coli hoặc là Clostridium thì cũng có thể gây chết. Và cái này nó có liên quan thuộc về cái chất lượng của thức ăn và chất lượng của nước uống. Cho nên là gia đình rất chú ý trong cái việc kiểm soát cái chất lượng đầu vào của thức ăn cũng như đầu vào của nước uống. Và vệ sinh máng ăn máng uống hàng ngày là rất cẩn thận. Đấy. Nếu làm tốt như vậy thì mình sẽ ngăn ngừa được cái đầu vào của mầm bệnh. Đấy. Thế còn phương án điều trị thì không có gì khó cả. Tất nhiên rằng là cái môi trường nuôi lợn lúc này là phải giữ khô, giữ sạch và giữ ấm, vì lợn 60 ngày tuổi cũng chưa có khả năng chịu được rét cao. Đấy, cho nên là giữ khô, giữ sạch, giữ ấm là quan trọng lắm. Còn thuốc thì anh có thể sử dụng theo hai phương án, cho uống nếu ở mức độ bình thường. Còn nếu mà nó nặng như hiện tượng này là nằm mà nó vẫn cứ chảy nước ra thì tốt nhất theo tôi là nên tiêm, dùng các thuốc đặc trị như là Anaflox hoặc là Norfloc hoặc là Enrogloxacin. Đây là những thuốc rất là dễ kiếm, dễ tìm. Và tiêm là tiêm đúng theo khối lượng cơ thể và dùng thuốc tốt của các công ty có uy tín. Còn nước uống thì sẽ xử lý vào một cái bình riêng, xong là dẫn vào vòi cho uống. Và trong nước uống ấy thì nên cố gắng pha ba cái loại thuốc hỗ trợ điện giải là đầu tiên, Orezon của người càng tốt. Thứ hai là B complex. Thứ ba là cho uống cái probiotic, tức là cái men tiêu hóa đấy, Onzym ấy, thì nó rất có tác dụng. Vì cái trong cái probiotic này nó có hai cái chủng vi khuẩn, đó là cái Actinobacillus và Subtilus, nó sẽ chiếm chỗ của cái nhung mao đường ruột, thì nó sẽ đẩy tất cả các cái vi khuẩn có hại như E. coli hoặc là Salmonella nó bám dính ở trên cái nhung mao đấy, nó đẩy ra ngoài thì sẽ làm cho cái bọn vi khuẩn gây hại nó mất cơ hội để nó cư trú ở trong nhung mao, và nó sẽ làm cho ruột nó được an toàn hơn và lợn nó sẽ khỏi, nhưng mà với điều kiện là phải dùng kháng sinh. Thì đấy là những cái tư vấn của chúng tôi đối với đàn lợn của anh Khánh như vậy, và anh phải làm nhanh, làm khẩn trương. Đấy. Đừng để nó bị lâu thì con lợn nó đi tiêu chảy, nó sẽ mất nước và nó chết trong tình trạng nó suy kiệt. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia với những lưu ý vừa rồi.